công ty Sen Vàng đã có buổi lễ ký kết hợp tác cùng với nhà tài trợ Kim Cương của cuộc thi Miss World Việt Nam 2023, thương hiệu dược phẩm Thiedon Plus thuộc tập đoàn Afitruc. Bà Phạm Kim Dung, Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, cùng ông Dương Đình Vang, Phó Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng, đã thực hiện nghi thức ký kết cùng ông Animes Tsuyagi, Giám đốc Animes Tsuyagi, Giám đốc điều hành công ty cổ phần dược phẩm OBV, và bà Đào Thị Kim Loan, Tổng Giám đốc RVOBV Việt Nam. Lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của đương kim top 3 Miss World Việt Nam và đông đảo các nhân viên của RV Group. Được biết, buổi lễ ký kết được diễn ra ngay tại nhà máy sản xuất của RV Group, vừa mang tính xác thực, vừa tạo điều kiện cũng như cơ hội để đại diện công ty Sen Vàng có chuyến tham quan thực tế đối với dây chuyền sản xuất của RV Group, nhằm khẳng định được uy tín, an toàn cũng như sự cẩn trọng tỉ mỉ trong từng khâu sản xuất của mình.